Sáng nay ngày 19 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, đã chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban chỉ đạo sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 và xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng tham dự phiên họp tại các điểm cầu có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Ủy ban Nhân dân các đơn vị hành chính cấp huyện. Thời gian qua, các bộ ngành địa phương đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Một số nơi đã có cách làm mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong từng lĩnh vực, phù hợp với điều kiện ở địa phương, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Thủ tướng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 47 quy định kinh doanh. Các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 210 quy định. 10 trên 22 bộ đã công bố danh mục thủ tục cải cách hành chính nội bộ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hoặc trước hạn tăng 10%, địa phương tăng 8% so với năm 2022. Cùng với đó là cải cách tổ chức bộ máy, thể chế và quản lý công chức, viên chức. Cải cách tài chính công tiếp tục được cải thiện. Đặc biệt trong 6 tháng qua, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt. Quốc hội thông qua luật giao dịch điện tử sửa đổi. 36 trên 63 địa phương đã triển khai trung tâm chỉ đạo, điều hành thông minh. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến được cải thiện. Gần 69% thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 21 triệu hồ sơ trực tuyến. Hơn 5,5 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với 6,5 nghìn tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện đề án 06 đã tích hợp, cung cấp 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu và 10 trên 28 dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hàng năm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 2.500 tỷ đồng. 63 trên 63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Sau khi lắng nghe ý kiến của các đơn vị, thành viên, ban chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, dù công tác cải cách hành chính vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, còn nhiều rườm rà vướng mắc trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước và trong giải quyết công việc. Cải cách thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, dẫn tới ách tắc trong giải quyết công việc. Tới đây, các thành viên của Ban chỉ đạo tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành mình theo dõi, theo kế hoạch năm 2023 của Ban chỉ đạo, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách làm và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường đối thoại, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, khẩn trương triển khai hiệu quả các chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính trong cấp phiếu lý lịch tư pháp. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ, rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, khẩn trương ban hành hướng dẫn, vị trí làm việc của công chức, viên chức. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, tập trung tháo gỡ những vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội năm 2023. Sáng nay ngày 19 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng giúp tăng tính thanh khoản, minh bạch cho thị trường trái phiếu phát triển an toàn, bền vững. Tới dự có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, các bộ ban ngành cơ quan trung ương. Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm đến nay có dấu hiệu phục hồi, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên, quá trình vận hành, phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu còn một số thách thức như quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn ở mức khiêm tốn, dư nợ toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, chỉ khoảng 13% GDP, trong khi chỉ tiêu đặt ra đến năm 2025, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP. Trong đó, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% GDP. Cùng với đó là chất lượng nhà đầu tư chưa đạt yêu cầu, một số doanh nghiệp vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Sự ra đời của hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết. Hệ thống này đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giúp tăng tính thanh khoản thị trường, đồng thời giúp cơ quan quản lý, nhà đầu tư có thêm thông tin về thị trường từ sơ cấp đến thứ cấp, từ đó đưa ra các chính sách về quản lý, phát triển thị trường cũng như quyết định đầu tư phù hợp.
Sáng nay tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra Hội nghị Toàn quốc Công tác Đối ngoại Nhân dân năm 2023. Hơn 250 đại biểu của các tổ chức thành viên ở Trung ương, địa phương và cơ quan thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự hội nghị. Quán triệt sâu sắc và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 và chỉ thị 12 CTTVK về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới của Ban Bí thư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã nỗ lực phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao uy tín vị thế quốc tế của Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả mà hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề tồn tại, xác định định hướng xây dựng và phát triển Liên hiệp từ nay tới năm 2030, nhằm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại. Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết tối qua áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 1 đã suy yếu trở thành vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Vùng áp thấp này sẽ gây mưa trên diện rộng và có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Từ tối ngày 18 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 3 đến 5 mét ở thượng lưu, từ 2 đến 4 mét ở hạ lưu. Các sông suối nhỏ khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Quảng Ninh có khả năng xuất hiện lũ cục bộ, nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu vực đô thị, đặc biệt là các tỉnh thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Để giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra, đối với các vùng có nguy cơ lũ quét cao, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những phương án cụ thể để phòng tránh, có phương án sơ tán người dân lên vùng cao và những địa điểm an toàn. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường ở đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất. Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi vị trí cao hơn. Mặc dù bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng với các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ và đặc biệt là Hà Giang sẽ có mưa to đến rất to. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ ống, ngập lụt ở vùng thấp và sạt lở đất ở vùng cao. Chủ động ứng phó với hoàn lưu bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương trong tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều giải pháp để chống bão nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Với kết cấu địa tầng yếu, đồi núi nhiều đất cát pha, huyện Hoàng Su Phi là địa phương thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất mỗi khi mưa lớn. Đợt thiên tai đầu tháng 7 vừa qua, trên địa bàn huyện đã có 2 người chết và hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng do sạt lở đất. Để ứng phó với bão số 1, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các cấp trong huyện thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình bão, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa công cộng của thị trấn cũng như là trên các mạng xã hội Zalo, Facebook của thị trấn cũng như là thôn tổ để tuyên truyền đến bà con nhân dân. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão thị trấn cũng đã tổ chức triển khai phân công nhiệm vụ các đồng chí cán bộ công chức được phụ trách các tổ dân phố tổ chức kiểm tra các những nơi sung yếu và những hộ gia đình có nguy cơ sạt lở để có biện pháp di dời những hộ gia đình đó đến nơi an toàn. Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, ngoài việc cắm biển cảnh báo tại tất cả các khu vực sung yếu, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn còn thống kê toàn bộ các phương tiện, nhân lực có thể tham gia khắc phục sự cố khi thiên tai xảy ra. Những cái điểm nguy cơ sạt lở cao, đầu tiên là phải cắm cái biển báo, thứ hai là cũng phải có cái phương án trong đầu và rà soát cái phương tiện để khi nó không may có xảy ra thì bảo đảm kịp thời bốn tại chỗ. Thì ở đây thì cái đầu tiên là phải huy động máy móc để san gạt, để khắc phục thông tuyến. Thứ hai là nếu liên quan cái gì lớn hơn thì cũng phải là huy động bà con và cán bộ nhân dân cùng làm. Chúng tôi đã yêu cầu các đồng chí trong cái ban chỉ huy, lãnh đạo xã, cán bộ công chức xã là trực 24/24. Xác định nhận thức và hành động của người dân là những yếu tố quan trọng nhất để phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương trong tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ, di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ đến nơi ở an toàn, thực hiện phương châm 4 tại chỗ và nhiều phương án, tùy từng địa bàn cụ thể để ứng phó với mưa bão. Tối qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện số 668 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Khánh Hòa. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn, phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trực tiếp tới hiện trường, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Công điện yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc trong quá trình xử lý các bước tiếp theo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chủ trì đánh giá nguyên nhân, triển khai các biện pháp khắc phục tồn tại bất cập, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào 15 giờ 30 chiều ngày hôm qua ngày 18 tháng 7, tối cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong vụ tai nạn lật xe chở khách du lịch trên quốc lộ 27C nối hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã có thêm một nạn nhân nữa tử vong trên đường đi cấp cứu. Như vậy, vụ tai nạn này đã làm 4 nạn nhân tử vong. 4 nạn nhân tử vong đều mang quốc tịch Trung Quốc, trong đó có 2 nam và 2 nữ. Rạng sáng ngày 19 tháng 7, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại cửa hàng kinh doanh xe máy ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, khiến 3 người tử vong. Công an thành phố Hà Nội cho biết là vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 2 giờ sáng và cơ quan cứu hộ đã phải điều động 8 xe chữa cháy cùng trên 50 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Vụ cháy được dập tắt sau 1 giờ đồng hồ chữa cháy nhưng đã có 3 nạn nhân tử vong. 3 nạn nhân này là người trong cùng một gia đình. Lực lượng chức năng thì đang tập trung khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy. Ngày 18 tháng 7 tại tỉnh Hậu Giang, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng và Cơ quan Phát triển Pháp đã tổ chức chuỗi hội thảo về quy hoạch và phát triển bền vững đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đánh giá của các chuyên gia, quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều hạn chế, chất lượng quy hoạch đô thị chưa cao, phát triển đô thị chưa thực sự bền vững, theo chiều rộng là chủ yếu, gây lãng phí về đất đai, vấn đề ô nhiễm môi trường tại các đô thị ngày càng diễn biến phức tạp, khả năng chống chịu và ứng phó với biến đổi khí hậu của các đô thị còn thấp. Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực đặc thù của vùng, hiện trạng phát triển kinh tế xã hội, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, hệ thống đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng, liên kết nội vùng, liên kết vùng với khu vực và quốc tế, các nguồn lực của vùng đã và đang được khai thác, các tiềm năng chưa được khai thác, các nguy cơ và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn vùng, vị thế vai trò của vùng đối với quốc gia, các vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong quy hoạch vùng, chia sẻ về những kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch và phát triển bền vững đô thị và mở ra khả năng học hỏi, áp dụng cho các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sáng ngày 19 tháng 7, tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khởi công thi công dự án liên kết vùng miền Trung, tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong những dự án quan trọng để góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Dự án sử dụng vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế của Hàn Quốc với tổng mức đầu tư là 34,514 triệu đô la Mỹ. Trong đó, vốn ODA do chính phủ Hàn Quốc cho vay thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế là hơn 25 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng là hơn 9 triệu đô la Mỹ. Dự án đi qua 5 địa phương gồm Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước và Bắc Trà My với tổng chiều dài là 31,85 km. Sau khi hoàn thành,
Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối giao thông khu vực miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên, thông qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y sang Lào, tạo đường nối thông suốt với cảng biển Kỳ Hà, cảng hàng không quốc tế Chu Lai, khu kinh tế mở Chu Lai và khu kinh tế Dung Quất theo chủ trương kết nối ASEAN. Đồng thời, sẽ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực thông qua phát triển phi nông nghiệp, phát triển công nghiệp trên cơ sở hợp lý hóa việc sử dụng đất và giảm chi phí đi lại. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Ngày 19 tháng 7, Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước đã tổ chức triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2023 tại Hà Nội. Triển lãm tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay là sự kiện chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam. Trên diện tích trưng bày 11.000 m2, triển lãm quy tụ 490 gian hàng, hơn 350 đơn vị là các cơ quan đơn vị đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ: Anh, Ấn Độ, Belarus, Bỉ, Bulgaria, Canada, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Séc, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Luxembourg, Malaysia, New Zealand, Nhật Bản, Pháp, Phần Lan, Singapore, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thụy Điển, Trung Quốc, Việt Nam, Ý và sự tham dự của các đoàn khách mời đại biểu quốc tế như Cơ quan Quản lý Phòng cháy chữa cháy và Thảm họa Nhật Bản, Lực lượng Phòng vệ dân sự Singapore, Viện Kiểm định Phương tiện Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc, Hiệp hội Thiết bị chữa cháy quốc gia Nhật Bản, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Singapore, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, Belarus. Triển lãm tập trung trưng bày giới thiệu hàng nghìn sản phẩm, công nghệ tiên tiến nhất về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công nghiệp an ninh an toàn, thiết bị giám sát bảo vệ an toàn cho công trình, tòa nhà, giải pháp cho hệ thống tự động hóa, giải pháp kiểm soát ra vào di động, giải pháp giao thông thông minh, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI như robot chữa cháy, máy bay không người lái phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thiết bị cảm biến khói nhiệt đa năng, vật liệu ngăn cháy, chống cháy, chất chữa cháy thân thiện với môi trường, có thể chữa cháy được đám cháy đặc thù như đám cháy pin xe điện.